chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ thử cục effect TC M100. Cái này thuộc hãng TC Electronics, nó là đời sau của dòng TC M350. Cục này để mình giới thiệu sơ qua là nó sẽ tinh gọn hơn cái cục M350, nhưng bù lại á thì nó sẽ thay vì hồi xưa là hai effect dual trên M350 thì bây giờ nó sẽ tích hợp lại, nó làm gọn gàng lại, nó giống như compact vậy đó các bạn, gọn gại lại và nó sẽ lựa chọn một số effect và hiệu ứng phổ thông nhất để nó đưa vào cục này. Vậy cục này nó tuy nó nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà nó sẽ dễ dùng hơn cho các bạn. Rồi thì để trước khi mình test á, thì mình sẽ cho các bạn xem về mẫu mã của nó ha. Thì ở đây là mặt phay nhôm, ở đây là kim loại nha các bạn. Còn mặt ở phía sau của nó là input và output. Đấy, thì mình in hai đường, mình sẽ out hai đường. Rồi nguồn của nó chạy nguồn DC nha. Thông thường là effect là nó chạy nguồn AC, nhưng mà thiết bị nó sẽ dễ dùng hơn cho các bạn sẽ xài được nhiều loại adapter hơn. Đó, nó không có kén adapter, nó do nó nguồn DC. Rồi nhưng mà máy rất là cứng cáp các bạn. Đây là mặt dưới của nó nè. Đó. Nói chung cầm nặng tay mà cứng cáp lắm. Nhìn trên hình đó mình thấy nó nhỏ dẫn đến nó tưởng nó yếu ớt, nhưng mà không phải các bạn. Nó xung quanh nó bằng kim loại hết nên rất là chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe thử effect của nó ha. Là 1 2 5 6 7. Đi 5 6 7. Lên 5 6 7. Alo 5 6 7. Alo 5 6 7 8. Quay sát thì quay bóp. Lên. Echo, echo cái delay cho. Alo 1 2 4 5 6. Lên. Quay gió lại. Alo 1 2 4 5 6 7 8. Bài bát đi trực tiếp. Alo 5 6 7. Rồi, vô effect nè. Alo. Rồi quay xa xa rồi. Alo 1 2 4 5 6. Như vậy. Quá
Khoan hát thêm bài nữa nha. Hát thêm bài nữa để thử cái chương trình khác luôn. Rồi, chọn bài. Một tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Rồi Hoàng ơi. Rồi cảm ơn Hoàng rất nhiều nha. Giang quay mình nè. Xin chào các bạn, đó là hai đoạn nhạc thử cho hai chương trình cơ bản nhất, là hai chương trình phổ thông để mình sử dụng để biểu diễn âm nhạc và mình sử dụng cho vấn đề về ca hát các bạn ha. Các bạn nào thích vợt dài hoặc ngắn thì mình vẫn có thể reset ở trên con parameter, nó có chức năng ở đây. Các bạn nào thích echo trộn delay thì nó cũng có các bạn luôn ha. Rồi các bạn thích đó, có những bạn này thích cái vợt có nó rộng nó dày ha, tùy cái bản phối của mình thì ở đây nó sẽ có những cái chương trình vợt cho mình. Theo mình thấy là cái thiết bị này rất dễ sử dụng nè, cho dù người mới bắt đầu cũng như các bạn làm biểu diễn âm nhạc cũng như đi show sự kiện. Những bàn mixer analog mà không có effect là những bàn chuyên nghiệp, những bàn mà người ta thiết kế để người ta gửi những hiệu ứng nào mà người ta mong muốn mình có thể thay đổi được. Thì đối với những cái bạn nào mà đang sở hữu mixer analog mà không có effect không, thì mình có thể sử dụng con MC100 này nhét túi, mình đi làm ở nơi nào đó mà không có effect hay, mình có thể rút con này ra cắm dây vô là các bạn có thể sử dụng được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới.